Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang hân hoan hồ hởi đón chào những ngày lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 của năm 2023. Và hiện tại thì Lâm Thao đang có mặt tại điểm du lịch camping Xuân Thái trong buổi chiều đẹp trời hôm nay. Và chúng tôi cảm thấy một luồng không khí trong lành, một hồ nước tĩnh lặng và đặc biệt hơn nữa là một luồng gió cực kỳ mát và chill. Và hãy xem đi, những người chủ nhân ở đây sẽ chiêu đãi chúng ta món cá nướng, món ếch nướng và có lẽ là buffet nướng rồi các bạn ạ. Nhìn nó cũng thật sự hấp dẫn đấy. Bữa tiệc buffet đồ nướng như thế này mà có những người anh em, những người bạn để chúng ta cùng nhâm nhi và chill một chút thì thật là tuyệt vời đấy nhỉ. Và đó là những món ăn của người dân bản địa ở nơi đây cùng chuẩn bị cho những vị du khách đang trở về đây cắm trại và thư giãn trải nghiệm với một không gian bình dị, bình yên và thoáng đãng với những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Còn chần chờ gì nữa, hãy theo chân tôi để chúng ta sẽ cùng khám phá và vui chơi thôi nào. Trước mắt các bạn chính là một chiếc bè nổi nằm cạnh bên bờ hồ sông Mực. Đó là một góc của thôn Làng Lúng, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Với ánh đèn lập lòe để sáng soi rọi xuống dòng sông cực kỳ mơ ảo và lung linh các bạn ạ. Chúng ta đang nhìn thấy các bạn trẻ đang ngồi ở đây cùng lắng nghe âm nhạc và hạc đang cùng chill với những tách cà phê. Thật là tuyệt vời nếu như ở đây chúng ta cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện cuộc sống, câu chuyện đời thường. Và xin mời toàn thể các bạn hãy cùng theo chân tôi lên trên chiếc bè nổi này để chúng ta xem ở trên kia có điều gì hấp dẫn không nha. Ở ngay phía trên bè này thì có những chiếc lều camping nhé quý vị nha. Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây qua đêm cũng được. Chúng ta sẽ cùng được thưởng thức làn gió mát lạnh bên ngay bờ hồ sông Mực với những ánh đèn thắp sáng thật là lung linh và huyền ảo, bên với những người bạn, người thân của mình mà chúng ta chia sẻ câu chuyện cuộc sống, câu chuyện đời thường thì quả thật nó cực kỳ là hấp dẫn đấy. Và những người chủ nhân ở đây đang cùng chuẩn bị một bữa tiệc để cùng dành cho những vị khách như chúng tôi. Và hãy cùng xem chút nữa chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ở đây nó sẽ như thế nào nha. Wow, và đây rồi, một mẹt thức ăn rất là xinh nha. Có đầy đủ các món thịt nướng, cá nướng, thịt gà nướng, thịt trâu nướng, ếch nướng. Nói chung là tất cả đều nướng. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta thưởng thức những món ăn mà những người chủ nhân ở đây chuẩn bị rồi. Xin mời toàn thể mọi người hãy cùng ăn cùng tôi nhé. Chào mừng anh. Em chúc sức khỏe các anh chị em ạ. Anh ơi, ông ngoại chưa được ngồi hết đang á. Anh đi ngoài Thanh Hóa đấy nhỉ? Anh em mình làm thế nào chúc sức khỏe nhau anh. Ngồi đây. Rót cho ông. Và sau khi chúng ta đã thưởng thức những món ăn ở đây thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng tham gia vào một nội dung rất là hấp dẫn nha. Đó chính là đốt lửa chài. Và ở đây có rất nhiều người dân bản địa đã đến đây và chung vui cùng chúng tôi nha. Họ đang nhảy những điều nhảy xòe thái và cùng uống rượu cần với chúng tôi. Quả thật là một điều rất là hấp dẫn và thú vị đấy. Và bây giờ, xin mời tất cả mọi người, chúng ta hãy cùng tham gia vào vũ điệu xòe hoa thôi nào.
nào chúng ta bên nhau. Mời hỡi ai say sưa, mời hãy vui trong hội, ra đây quay quần mùa vui liên hoan, ra đây mùa cùng bên chung rượu gần. Tiếng lầm chưa khắp con son, thôi thúng chúng mình cả mùa suốt đêm, các gái mùa cùng ánh điện thắp sáng. Ơi nào anh mùa cùng em, ơi nào em mùa cùng anh, trong tiếng khen ngâm vang, trong tiếng nhạc rộn ràng, chung rượu gần từ trong bản mường tới đây, mang hơi nồng của muôn người dân tới đây, mà say mà mê mà chưa chan tình người, thương nhau như vui trong hồi này, hay mùa vui quanh chung rượu gần này. Mời số con phong căn, mời sai chớ nhang con, mời ông má cuông ngồi, ông má ôm eo phiến con chung mừng, ông má ôm eo nắm hay lộ xa. Tiếng lầm, tiếng lầm tiếng thắm mòn con, hồi chớ su tuần làm căm tiếng tươn, bao cháu bên con nắm điền hung hương. Hơi nà, hơi nở ai sái sạp nong, hơi nở nong sái sạp ai, uống tiếng khèn con. Bản mường óc đi vì quan hạc phèn hóng thủ con hót đi, chẳng còn chẳng bao chẳng chiếng on còn chờ thì đu căn cứ bon cuồng hồi. Và đó chính là toàn bộ một quá trình trải nghiệm điểm du lịch camping Xuân Thái của chúng tôi. Xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này cùng tôi nhé. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và những người thân của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn ơi, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của mình nha.